Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai là ngày 24 ở Việt Nam đó. Các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi là ngày 25 và bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều giờ Cali. Và hôm nay cũng có rất nhiều những thông tin đặc biệt tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu tuần này tại Hoa Kỳ. Nhưng mà đầu tiên hết đó, chúng ta hãy nói về cái thông tin liên quan tới nước Anh đi. Thì chúng ta đã có một vị thủ tướng mới, thực ra là sẽ có mà thôi. Đó chính là Rishi Sunak và người này sẽ trở thành à, vị thủ tướng mới của nước Anh thì tại sao nói là sẽ có tại vì à, theo cái thủ tục đó thì đồng hiểu đó chính là cựu thủ tướng Liz Truss à, phải đến gặp vua Charles để mà chính thức từ chức rồi sau đó thì à, vua Charles sẽ chính thức bổ nhiệm Rishi Sunak trở thành thủ tướng mới của nước Anh đó là cái phương diện thủ tục mà thôi nhưng mà đây sẽ là thủ tướng mới à, được à, bầu ra từ cái đảng bảo thủ của nước Anh và người này đó trước đây cũng đã từng giữ à, chức vụ đó chính là bộ trưởng tài chính dưới cái chính quyền của à, cựu thủ tướng à, Boris Johnson và cuối tuần qua đó à, các bạn thấy được cái sự à, hỗn loạn liên quan đến sau khi mà Liz Truss từ chức đó, thì ai sẽ trở thành thủ tướng mới à, của nước Anh và chúng ta cuối cùng cũng đã biết đó chính là Rishi Sunak, tại vì đã có một số những cái thông tin là liên quan đến có phải là cựu thủ tướng Boris Johnson sẽ trở lại làm thủ tướng kế tiếp hay là không thì cuối cùng là không phải và cái vị thủ tướng mới này của nước Anh các bạn cũng có là nhiều sự đặc biệt và cũng có một phần liên quan đến crypto thì đầu tiên hết các bạn thấy được là Rishi chỉ có 42 tuổi mà thôi đây có nghĩa là người mà nhậm chức thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nước Anh. À, thêm vào đó đó về cái phương diện tài sản nó cũng rất là đặc biệt tại vì à, giữa Rishi và vợ của anh ta đó chính là người các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì à, giữa hai vợ chồng này đó cái khối tài sản cũng rất lớn luôn các bạn dựa theo thống kê đó thì tài sản lên tới là 730 triệu bản anh có nghĩa là tương đương với khoảng chừng là 826 triệu đô la một con số không hề nhỏ gần như là một tỷ luôn các bạn thì chúng ta thấy được đây không những là vị thủ tướng trẻ nhất mà cũng là vị thủ tướng mà có nhiều tiền nhất trong lịch sử của nước anh và Rishi cũng là con rể của tỷ phú hiện tại là Anna Narayana Murthy Thì đây là founder của công ty Infosys Và có khối tài sản lên tới là ước tính 4,5 tỷ đô la nhưng mà đối với nhiều bạn mà tham gia crypto đó thì các bạn cũng sẽ hỏi là mấy điều này thì có liên quan gì đến crypto đâu nhưng mà ngoại trừ những điều ra đó các bạn thấy được là trong cái thời gian mà Rishi giữ chức vụ là bộ trưởng tài chính của nước Anh ấy, thì cũng đã từng tuyên bố rất nhiều lần liên quan đến tiền điện tử và cũng đã đăng rất nhiều những cái thuyết giống như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, thì cái thuyết này nói là Recession Act muốn biến nước Anh trở thành uh, trung tâm crypto của thế giới và làm sao để làm được điều này đó thì uh, dựa theo Rishi trước đây đó thì đưa ra một số uh, những cái uh, bước đi cho nước Anh trong đó chúng ta có đầu tiên hết đó là tạo ra một cái khuôn khổ sandbox có nghĩa là đây là một cái uh, nơi mà những công ty có thể đến nước Anh họ có thể là phát triển họ có thể là đưa ra những cái sản phẩm những cái sáng kiến mới và làm việc với lại chính quyền của anh mà không cần phải lo sợ đến việc là trong cái lúc mà họ đang phát triển đang đưa những sáng kiến mới đó tạo những sản phẩm mới thì có thể liên quan đến là ảnh hưởng về mặt pháp lý thì đây là một cái khuôn khổ mà cho những công ty tới để có thể làm việc trong khuôn khổ đó mà không có sợ phạm pháp ở nước Anh. Thứ nhì đó thì Rishi cũng đã từng nói tới việc là có thể là cái nơi mà in tiền của nước Anh đó, Royal Mint thì có thể là in ra những cái NFT và thêm vào đó đó thì muốn cải tiến cái hệ thống thuế của nước Anh để tiếp tục hỗ trợ cái số chuyện crypto, tiếp tục chào đón những công ty như án đến nước Anh và có thể cho họ một cái chính sách thuế tốt hơn để thu hút những cái tài năng tới nước Anh về cái phương diện crypto này và đặc biệt hơn đó thì uh, Rishi rất là quan tâm đến stablecoin vẫn nghĩ là cái luật liên quan đến stablecoin nó cực kỳ quan trọng đương nhiên stablecoin thì cái đồng ổn định có nghĩa là những đồng mà dựa theo một đô la hay là dựa theo một bảng anh và Rishi cũng đã là một trong những người mà rất là thúc đẩy cái sự phát triển của CBDC, có nghĩa là tiền điện tử của quốc gia. Thì đây cũng là một trong những điều mà khiến cho nhiều người thích và cũng không thích đối với thường crypto. Thì chúng ta đã biết đó là tiền điện tử của quốc gia sẽ không giống như là Bitcoin hay là Ethereum. Tại vì tiền điện tử quốc gia đó thì đương nhiên sẽ được phát hành bởi ngân hàng trung ương của nước Anh rồi. Và Rishi đó thì là một trong những người mà rất là thúc đẩy cái sự phát triển của tiền điện tử quốc gia. Và nghĩ là nước Anh cần phải có tiền điện tử và những cái lý do được nêu ra đó trong cái video dài khoảng chừng là 3 phút này đó Thì những lý do đó nghe thì rất là hay Giống như là có thể tiết kiệm được nhiều thứ Có thể là giao dịch nhanh hơn à, Tiến vào cái thế kỷ mới liên quan đến tiền tệ vân vân Nhưng mà sự thật đó thì tiền điện tử của quốc gia được phát hành bởi ngân hàng trung ương Thì đương nhiên sẽ được quản lý chặt chẽ hơn bởi chính phủ rồi Các bạn thấy được là hiện bây giờ đó tiền túi trong các bạn đó là tiền giấy đi Thì tiền giấy đó rất là khó để quản lý Các bạn có thể dùng tiền giấy à, có thể trốn thuế được các bạn dùng tiền giấy có thể uh, tham gia những cái việc phạm pháp mà không ai có thể ngăn cản được uh, vào cái phương diện là hệ thống tiền tệ nhưng mà ngược lại đó thì uh, chúng ta thấy được là khi mà có tiền điện tử quốc gia rồi đó thì tất cả những giao dịch họ đều có thể quan sát được và họ có thể đóng băng bất cứ một cái chương mục liên quan đến tiền điện tử quốc gia nào hết đó là một trong những cái công cụ quản lý người dân tốt hơn đó là một cái phương diện mà nhiều người trong crypto này nói đó là receive một phần đó Thì đương nhiên là rất ủng hộ cái sự phát triển của crypto rồi Dựa theo những chính sách được đưa ra như là Thuận vừa chia sẻ với các bạn Và đương nhiên à, lý do là sao một crypto thì liên quan tới thường nghĩ là việc làm và thu thuế nước nào cũng vậy thôi các bạn mọi người hầu như đang nhận ra được đây sẽ một cái thị trường rất là lớn và nhân tài đó thì có rất nhiều người đã đi từ những lĩnh vực truyền thống như là những cái IT developer đó ở những cái công ty truyền thống đã bắt đầu chuyển qua crypto và cái ngành này ngày lại càng lớn hơn và có thể cung cấp được thuế và cung cấp được quan an việc làm nhưng mà mặt khác đó thì nhiều người nói là Rishi cũng lựa chọn cái sự ủng hộ crypto này đó để mà lẫn lộn cái khái niệm tiền điện tử công cộng và tiền tử quốc gia nhưng mà đối với thường đó thì đây cũng là một điều tốt đó các bạn dù sau này nữa chúng ta cũng không có một cái người thủ tướng mà tích cực chống đối thị trường này tuy là CBDC không có giống như là Bitcoin nhưng mà chúng ta vẫn thấy được đó, đó cũng là một cái sự tiến tế của tiền điện tử và đương nhiên khi mà CBDC phát hành ra thì đối với thượng sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là tiền điện tử quốc gia so với Bitcoin thì có gì khác biệt và tôi nghĩ là nhiều người sẽ tìm hiểu thêm cái sự khác biệt liên quan tới Bitcoin là một hệ thống mở, một hệ thống phi tập trung không ai có thể đóng băng được, tịch thu được so với tiền điện tử quốc gia thì rất là khác. Và tiền điện tử quốc gia đó thì tới cuối cùng cũng là một cái tiền điện tử dựa theo chính sách tiền tệ của quốc gia và nó sẽ không có thể nào giải quyết được những cái vấn đề như là liên quan tới lạm phát, như là liên quan đến cái sự mức giá của tiền bản Anh Các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, đây là cái biểu đồ 10 năm thì trong vòng 10 năm qua đó tiền bản Anh so sánh với đô la đã được mức giá liên tục trong vòng 10 năm qua rồi và chúng ta thấy được là đồng đô la đó cũng là một đồng mà mất giá như các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta nhìn thấy được đây là cái biểu đồ mà tôi cũng thường, thường hay chia sẻ với các bạn thì cái cách đọc cũng rất đơn giản luôn nếu chúng ta trở lại năm 1913 đi thì các bạn thấy được là một đô la thời điểm đó đó là tương đương với 26 đô 14 cent thời điểm bây giờ nếu chúng ta trở lại năm 1933 đó thì một đô la thời điểm đó tương đương với lại 20 đô la hiện bây giờ có thể mua được tới 10 chai bia lần các bạn. Khi chúng ta nói tới là năm 1953 đi thì một đô la thời điểm đó đó thì có thể bằng khoảng chừng là 10 đô la bây giờ. Và đương nhiên chúng ta nói tới cách đây là mười mấy năm thôi, năm 2008 đó thì một đô la thời điểm đó là bằng một đồng 20 cent hiện bây giờ tiền đô la đó đã mất giá theo thời gian tại vì lạm phát thì chúng ta nhìn thấy được là đô la nó mất giá mà đồng bảng anh lại mất giá nhiều hơn so với đồng đô la thì thấy được là cái phần trăm lạm phát của anh như thế nào rồi cho nên tiền điện tử quốc gia cuối cùng cũng chỉ là một cái công cụ liên quan đến chính sách tiền tệ mà thôi chứ không có giống như là những cái loại tiền như là bitcoin có cái sự ấn định hiện bây giờ và dù sao đi nữa cái sự ủng hộ cbdc tiền điện tử cũng sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của tiền điện tử tập trung đó là cái lòng tình yêu thuận thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà nhiều người thì đương nhiên viết rất nhiều bài viết bây giờ liên quan tới là thủ tướng mới của nước anh sẽ áp dụng những chính sách này để mà phát triển crypto tôi nghĩ là cũng sẽ đến ngày đó nhưng mà không phải ngay lập tức đâu các bạn tại vì nước anh bây giờ đó vấn đề không phải là cần phải có tiền điện tử hay là cần phải có bitcoin mà vấn đề nước anh bây giờ đó là cần phải đối diện với là tình hình bất ổn về tài chính hiện bây giờ nhất là khi chúng ta nhìn thấy được là đồng bản anh mất giá Soi đô la cộng với lại chúng ta thấy là cái phần trăm lạm phát đó đang ở mức cao 40 năm qua và cái xu hướng đó thì không có suy giảm các bạn đã biết là cái phần trăm lạm phát mới nhất của nước Anh đó là 10.1% lại tăng hơn so với tháng trước đó sau khi đã giảm một chút vào tháng 8 đó lại tăng ngược trở lên cho nên thường không nghĩ là crypto là cái phần mà Rishi sẽ quan tâm đến hiện bây giờ đâu thường nghĩ nước Anh có nhiều vấn đề lớn hơn cần phải quan tâm và đương nhiên đây là cái người thủ tướng thứ sáu trong vòng 6 năm các bạn thấy được là trong nước Anh trong vòng 6 năm thôi đã có 6 thủ tướng rồi đây là một cái công việc cực kỳ áp lực luôn các bạn hy vọng là người này sẽ có thể chống chọi được hơn 44 ngày chúng ta tiếp tục theo dõi và chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đó thị trường uh, tài chính của Hoa Kỳ đó cũng xanh trở lại chúng ta nhìn thấy được là những chỉ số lớn như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó thì uh, đều xanh khi mà kết thúc ngày hôm nay và hợp đồng tương lai đó pre market bây giờ thì không có cái sự dao uh, động nhiều chúng ta thấy được là vẫn xanh nhưng mà không có tăng nhiều lắm còn về dầu đó thì vẫn như vậy ở mức là 85 đô à, Và chúng ta nhìn thấy được à, vàng, hợp đồng vàng bây giờ thì ở mức là 1658 đô chứ mà ao vàng thì vẫn dưới 1700 đô Còn về crypto thì sao? Crypto đó thì cũng không có sự khác biệt nhiều Để được refresh trên này lại thì các bạn thấy được là phân lớn Những đồng như là Bitcoin, Ethereum thì xuống khoảng chừng là 1% À, cả trên crypto ngày hôm nay cũng xuống cỡ đó là một phần trăm nói chung thì crypto cũng không có nhiều cái sự đặc biệt khi chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn giá cả cũng tương đương với ngày hôm qua mà thôi Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got